Chào mừng mọi người đến với kênh tin tức nóng chọn lọc chủ nhật của mình ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây, thì mình sẽ mang đến cho các bạn những phần tin thú vị, hấp dẫn mà cũng như là hay nhất trong ngày hôm nay luôn nha mọi người. Và bây giờ thì không làm mất thời giờ của mọi người nữa, chúng ta hãy bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong series tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Nổ lớn tại thành phố miền Tây Ukraine. Hàng loạt vụ nổ lớn xảy ra tại thành phố Menitsky của Ukraine dường như do UAV tấn công kho đạn và điểm tập kết xăng dầu. Cơ quan quân sự tỉnh Meniski, miền Tây Ukraine thông báo một cơ sở hạ tầng trọng yếu tại thủ phủ cùng tên đã bị tập kích hôm 13 tháng 5, gây ra vụ nổ làm hư hại nhiều công trình và khiến một số người bị thương. Nhiều chuyến tàu qua thành phố cũng phải thay đổi lịch trình do vụ tấn công. Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy hàng loạt vụ nổ dữ dội, tạo ra nhiều quả cầu lửa và những cột khói lớn. Tài khoản Inter-Lavazet tên Telegram chuyên đăng tư liệu về lực lượng Nga tham chiến tại Ukraine nói rằng máy bay không người lái UAV tự sát đã tấn công nhiều kho đạn và điểm tập kết xăng dầu gần thành phố. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin. Thành phố Menitsky nằm ở miền Tây Ukraine, từng là mục tiêu của đòn không kích bằng tên lửa hành trình Kali. Hôm 20 tháng 2, do đây là nơi đóng quân của trung đoàn máy bay không người lái số 383, đơn vị phụ trách vận hành UAV Baratta TB2 trong biên chế quân đội Ukraine. Phương Tây và Ukraine gần đây nhiều lần đề cập tới chiến dịch phản công quy mô lớn với kỳ vọng giành lại nhiều khu vực Nga đang kiểm soát. Một số quan chức Ukraine cho biết sẽ phát động đợt phản công khi điều kiện cho phép và khẳng định sẽ khiến cả nước Nga hoảng loạn. Tuy nhiên, ông Zelensky cho rằng phản công vào lúc này là chưa phù hợp vì sẽ gây ra thương vong lớn. Các chuyên gia quân sự phương Tây nhận định sau khi lực lượng Nga củng cố phòng tuyến dài hơn 1.000 km, quân đội Ukraine với nguồn lực hiện nay khó tiến xa hay lập kỳ tích như đợt phản công hồi tháng 9 năm 2022 ở Kharkov và Kherson. Bộ Quốc phòng Anh cuối tháng trước nhận định Nga đang tìm cách hủy diệt các đơn vị dự bị và lọt khí tài vừa được viện trợ cho Ukraine. Quân đội Anh cho rằng số vũ khí được Nga triển khai trong những đợt tấn công gần đây ít hơn so với các đòn tập kích trong mùa đông, nhiều khả năng không nhằm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine. Kho chứa của nhà máy hóa chất Balogat, nơi tham gia sản xuất nhiều loại tên lửa cho Ukraine, cũng bị tập kích đêm 30 tháng 4 và tạo ra vụ nổ dữ dội làm sáng rực bầu trời đêm từ tỉnh miền Trung Dnipro. Tin tiếp theo, báo Mỹ nói ông Zelensky từng đề xuất chiếm đoạt thành phố Nga. Ông Zelensky từng đề xuất quân đội tấn công vào sâu trong đất Nga và kiểm soát một số thành phố để tạo lợi thế đàm phán, theo Washington Post. Tờ Washington Post hôm 13 tháng 5 dẫn nội dung văn bản đóng dấu tuyệt mật nằm trong loạt tài liệu bị rò rỉ của tình báo Mỹ, cho thấy những cuộc thảo luận nội bộ giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky với cấp dưới về kế hoạch tấn công vào lãnh thổ Nga. Theo tài liệu, ông Zelensky hồi tháng 1 từng đề xuất quân đội Ukraine tiến hành các cuộc tập kích vào đất Nga và triển khai binh sĩ sang lãnh thổ nước láng giềng để chiếm đóng một số thành phố biên giới. Mục tiêu chính của hoạt động này là mang lại lợi thế cho Kiev trong đàm phán với Moscow. Trong cuộc họp cuối tháng 2 với Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Ukraine Valeriy Zaluzhny, ông Zelensky bày tỏ lo ngại rằng nước này không có tên lửa tầm xa để tập kích những căn cứ đóng quân và tập kết khí tài trên lãnh thổ Nga. Ông Zelensky sau đó nêu phương án dùng máy bay không người lái UAV tấn công một số địa điểm chưa xác định ở tỉnh Rostov ở miền Tây Nga, tài liệu có đoạn. Tổng thống Zelensky cũng đề xuất kích nổ đường ống dẫn dầu Zupa nối Nga với Hungary trong cuộc họp với Phó Thủ tướng Julia Ridenko hồi giữa tháng 2. Ông ấy nhấn mạnh rằng Ukraine nên phá hủy nền công nghiệp của Hungary, vốn phụ thuộc nguồn dầu mỏ từ Nga. Báo Mỹ dẫn nội dung từ tài liệu bị rò rỉ. Hungary là thành viên Liên minh châu EU và NATO, nhưng Thủ tướng Viktor Orbán được coi là lãnh đạo có quan điểm thân thiện nhất với Nga trong các liên minh này. Tổng thống Zelensky phủ nhận thông tin trong tài liệu, nhưng khẳng định Ukraine cố quyền sử dụng các chiến thuật phi truyền thống trong chiến sự. Lầu Năm Góc không bác bỏ những nội dung được tờ Washington Post công bố, giới chức Nga chưa bình luận về thông tin. Nhà Trắng từng nhiều lần từ chối cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, do lo ngại Ukraine có thể sử dụng chúng để tấn công lãnh thổ Nga và khiến căng thẳng leo thang, dẫn tới xung đột trực diện giữa Washington và Moscow. Truyền thông Mỹ tháng 4 đưa tin hàng loạt tài liệu mật đã được lan truyền trên mạng xã hội và nhiều trang web suốt vài tháng. Thông tin bị rò rỉ gồm các đánh giá của Lầu Năm Góc về chiến sự Ukraine, hoạt động tình báo của Mỹ với đối thủ lẫn đồng minh. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Low Austin trước đó đã trao đổi với giới chức các đồng minh, trong đó có Ukraine, nhằm trấn an sau vụ rò rỉ tài liệu. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov ngày 12 tháng 4 nói các tài liệu chứa cả thông tin đúng và sai sự thật về quân đội Ukraine, đồng thời đánh giá thấp tác động sự việc. Tin tiếp theo, hành trình đặc nhiệm Mỹ đào ngũ và thiệt mạng ở Ukraine. Đặc nhiệm siêu Daniel Wiss trốn đơn vị ở San Diego, Mỹ để tới Ukraine tham gia nhiều trận đánh và cuối cùng tử trận tại Bắc Mun. Daniel Wiss nhập ngũ năm 2005, là một thành viên lực lượng đặc nhiệm siêu của Hải quân Mỹ đóng quân tại San Diego, California. Năm 2019, Wiss bị sang chấn tâm lý nặng sau khi ly hôn vợ và tòa cấm Anh gặp 4 con. Trung sĩ đặc nhiệm này đối mặt với một số cáo buộc pháp lý, trong đó có bạo hành gia đình. Các đồng đội cho biết Wiss khi đó gần như không ăn, không ngủ. Đến tháng 3 năm 2019, Wiss biết mớn khỏi đơn vị. Các điều tra viên hải quân đã dốc sức tìm kiếm Wiss nhưng không phát hiện tung tích đặc nhiệm này suốt nhiều năm. Tuy vậy, họ không ra quyết định loại ngũ đối với Wiss. Đến tháng 3 năm 2022, Wiss xuất hiện trở lại trong một nhóm nhắn tin của các đặc nhiệm siêu. Anh thông báo mình đang chiến đấu ở Ukraine. Wiss đề nghị họ tham gia cùng mình trên tiền tuyến, nhưng không ai làm theo ý anh, một số người còn khuyên anh nên về nhà. Wiss là một trong số hàng nghìn người phương Tây đang chiến đấu ở Ukraine, trong đó có các cựu binh Mỹ từng tham chiến ở Iraq và Afghanistan. Nhiều người nói họ đến Ukraine vì chính nghĩa, nhưng có một góc phước phát trong hành động của Wiss. Điều này đã được hé lộ qua các cuộc phỏng vấn với đồng đội của anh và cuốn hồi ký anh đang trực tuyến. Wiss cùng nhiều đồng đội đã dành nhiều năm tham gia cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ ở Trung Đông và sau đó phải vật lộn không ngừng để ổn định lại cuộc sống bình thường. Quân đội Mỹ đã thừa nhận về những tác động không mong muốn đối với các quân nhân và gia đình họ, đặc biệt là lực lượng đặc nhiệm, những người phải chịu thương vong quá lớn trong chiến dịch quân sự của Mỹ ở Afghanistan. Những đợt triển khai dài ngày ấy đã đẩy tỷ lệ ly hôn tăng cao. Sự cố vụ tự tử trong lực lượng đặc nhiệm cũng tăng vọt. Chính phủ Mỹ đã phải đưa ra các chương trình giúp xoa dịu áp lực tâm lý cho các binh sĩ và bạn đời của họ. Daniel Len, chuyên gia tâm lý học tại Đại học California, Los Angeles, từng làm việc với các cựu binh Mỹ, cho biết nhiều người nói với ông rằng quân đội Mỹ đã không làm gì nhiều để giúp đỡ khi họ trở về từ chiến trường. Họ đã ở trong những tình huống căng thẳng, nguy hiểm và khủng khiếp nhất. Vì vậy, không ít người cảm thấy khó khăn, không thể thích nghi khi trở lại cuộc sống bình thường, Len nói. Trong hồi ký trực tuyến, Wiss cho hay anh hay đến Ukraine vào đầu tháng 3 năm 2022. Sau khi xem những bản tin về trẻ em thiệt mạng trong chiến sự, càng nhớ đến những đứa con của mình. Wiss gia nhập một trung đội tham chiến gần Kiev, chuyên thực hiện nhiệm vụ trinh sát và dùng tên lửa chống tăng Javelin săn lùng xe bọc thép đối phương. Đặc nhiệm này nhanh chóng nổi tiếng nhờ kỹ năng cao và luôn chủ động trong các cuộc giao tranh, theo những người đồng đội cũ của Wiss ở Ukraine. Phát ngôn viên Hải quân Mỹ cho biết Wiss được coi là lính đào ngũ vào thời điểm qua đời và họ không thể biết lý do anh có mặt ở Ukraine. Bản tin thứ tư trong ngày, ông Zelensky kêu gọi giáo hoàng giúp hồi hương trẻ em Ukraine. Tổng thống Zelensky đề nghị giáo hoàng Francis giúp đưa trẻ em Ukraine được sơ tán sang Nga về nước khi đến thăm Vatican. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 13 tháng 5 thăm Italy và Vatican trong chuyến công du đầu tiên đến hai nước kể từ khi xung đột bùng phát hồi đầu năm ngoái. Tổng thống Zelensky đối thoại kín với giáo hoàng Francis trong khoảng 40 phút và tặng ông chiếc áo chống đạn từng được một binh sĩ Ukraine sử dụng. Tòa Thánh Vatican sau đó ra thông báo cho biết giáo hoàng và tổng thống Zelensky đã thảo luận về những động thái nhân đạo. Nguồn tin giấu tên nói rằng hai bên đề cập khả năng Vatican giúp đỡ hồi hương trẻ em Ukraine được sơ tán từ các vùng chiến sự sang Nga. Chúng tôi phải làm mọi thứ để đưa những đứa trẻ về nhà. Tôi cũng đề nghị giáo hoàng lên án những gì Nga gây ra ở Ukraine. Ông Zelensky viết trên Twitter sau cuộc gặp. Tổng thống Ukraine cũng kêu gọi giáo hoàng Francis tham gia kế hoạch 10 điểm, trong đó có khôi phục toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine, yêu cầu lực lượng Nga rút quân và chấm dứt giao tranh. Ông Zelensky trước đó gặp Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, người cam kết sẽ duy trì hỗ trợ quân sự và tài chính cho Ukraine, cũng như ủng hộ nỗ lực của Kiev nhằm gia nhập Liên minh châu EU. Không thể đạt hòa bình thông qua đầu hàng vô điều kiện, đó sẽ là tiền lệ nguy hiểm, bà Meloni cho hay. Giáo hoàng Francis từng áp dụng cách tiếp cận cân bằng trong giai đoạn đầu chiến sự, với hy vọng trở thành người trung gian hòa giải xung đột. Tuy nhiên, ông cũng nhiều lần lên án chiến dịch của Nga tại Ukraine, đồng thời liên tục kêu gọi hòa bình gần như hàng tuần nhưng chưa đạt kết quả đột phá. Hồi cuối tháng 4, giáo hoàng tuyên bố Vatican đang tiến hành nhiệm vụ bí mật để hòa giải, chấm dứt xung đột Ukraine. Giới chức Nga cho biết không nắm được thông tin về nhiệm vụ như vậy, trong khi Tổng thống Zelensky không bình luận về thông tin và tuyên bố sẽ không thay đổi nội dung về kế hoạch 10 điểm của Kiev. Giới chức Ukraine ước tính khoảng 19.500 trẻ em đã được đưa tới Nga kể từ khi chiến sự nổ ra, gọi đây là cưỡng ép trái phép. Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vasily Nebenzia nói Moscow chỉ muốn bảo vệ trẻ em Ukraine khỏi mối nguy hiểm mà hoạt động quân sự có thể gây ra, thêm rằng cáo buộc trẻ em Ukraine bị cưỡng ép đưa tới Nga hoàn toàn bị thổi phồng. Ông Nebenzia cũng cam kết Nga sẽ đưa các em nhỏ được sơ tán khỏi vùng xung đột trở về Ukraine khi đủ điều kiện an toàn. Bản tin cuối cùng trong ngày hôm nay sẽ liên quan đến SEA Games 32 hiện tại đang tổ chức tại Campuchia. Thì chúng ta sẽ không tìm hiểu về những trận đấu cũng như là số huy chương vàng, huy chương bạc hoặc huy chương đồng. Và có bao giờ các bạn tự hỏi là cái logo hiện tại, logo SEA Games 32 của Campuchia nó có ý nghĩa như thế nào không? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta hãy bắt đầu đến với bản tin cuối cùng trong ngày hôm nay về ý nghĩa của logo Campuchia của SEA Games 32 nha mọi người. Truyền thuyết về rắn thần trong logo SEA Games của Campuchia. Hình ảnh rắn thần Naga trong logo SEA Games 32 gợi nhớ về truyền thuyết tình yêu giữa một hoàng tử Ấn Độ và công chúa rắn, tổ tiên của người Campuchia. Logo SEA Games 32 được Campuchia công bố có nhiều hình ảnh mang tính biểu tượng của nước này. Phía trên cùng là hình ảnh đền Angkor Wat dát vàng, di sản lịch sử được UNESCO công nhận. Màu vàng kim được chọn làm màu chủ đạo tượng trưng cho vương vất và chịu tiến bộ phồn vinh, sức khỏe, hạnh phúc. Bên dưới là 4 rắn thần Naga màu xanh lục, đỏ, vàng, xanh lam quấn vào nhau thể hiện sự thống nhất và đa dạng trong cộng đồng Đông Nam Á. Rắn thần Naga là biểu tượng rất phổ biến trong văn hóa Campuchia, tượng trưng cho sự bảo vệ và mang lại ổn định cho vương quốc. Biểu tượng này còn gợi nhớ đến truyền thuyết nổi tiếng ở Campuchia về tình yêu của hoàng tử Preah Thong và công chúa rắn Neanit, được coi là tổ tiên của dân tộc này. Theo một dị bản, hàng nghìn năm trước, Campuchia là một hòn đảo nhỏ có tên là Kup Lop, nghĩa là vùng đất của cây Kup Lop. Hòn đảo thuộc về người rắn Naga sống giữa đại dương. Một ngày nọ, công chúa Soma và các thần dân người Naga biến hình thành những người phụ nữ xinh đẹp đi lên đảo. Đêm đó, hoàng tử Ấn Độ Kaudinya cùng tùy tùng ngồi thiền cặp đảo. Hoàng tử yêu công chúa Soma từ cái nhìn đầu tiên thì thấy cô nhảy múa dưới ánh trăng và hỏi cưới. Công chúa đồng ý với điều kiện được vua cha chấp nhận. Vì cung điện của Naga nằm dưới đáy đại dương nên Kaudinya phải tới đó bằng cách cầm đuôi của Soma. Nhà vua gặp hoàng tử Ấn Độ và đồng ý gả con gái cho chàng. Sau đám cưới, vua Naga cho mở rộng hòn đảo bằng cách bồi thêm đất lấy từ đại dương, rồi giao cho vợ chồng Kaudinya và Soma cai trị. Tên của hai người theo tiếng Khmer là Preah Thong và Neanit. Người Campuchia tự coi mình là hậu duệ của hai người. Việc mô tả mảnh đất này vốn là một hòn đảo cho thấy phần lớn vương quốc trước đây chìm dưới nước. Học giả người Đức Rudiger Gaudet viết trong một báo cáo năm 1993. Các học giả đều đồng ý rằng việc người xưa mô tả Campuchia là một hòn đảo do khu vực này thường xuyên bị lũ lụt suốt hàng nghìn năm. Tình tiết hoàng tử Ấn Độ cầm đuôi của người vợ tương lai để đi xuống được đại dương đã được đưa vào nghi lễ kết hôn của người Campuchia. Khi bước vào phòng cưới, chú rể phải nâng tà váy cho cô dâu. Cử chỉ này và câu chuyện phía sau cho thấy người, người phụ nữ trong văn hóa Campuchia là người chủ gia đình. Suốt chuyến thăm Ấn Độ dài 12 ngày, năm 1955, ông Sihanouk đã nói về ảnh hưởng của tiếng Phạn với ngôn ngữ Khmer, cũng như câu chuyện của Preah Thong và Neanit. Ấn Độ và Campuchia là anh em, ông nói. Các bạn hãy cho kênh của mình một lượt đăng ký, cũng như là bật cái chuông thông báo để nhận được những video mới nhất hay kênh của mình ra video mới nhất nha mọi người. Và bây giờ thì thay mặt cho ekip của tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay, thì mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý lắng nghe, và hẹn gặp các bạn về những bản tin kế tiếp.